sĩ cây trồng. Xịt toàn là thuốc bắt tiên không à, mà không hết. Có anh ba mập xanh tôi, bà con sẽ hết hết lo. Anh ba mập xanh. Amagor 356EC, thuốc trừ bệnh cao cấp, lem lem hạt trên lúa. Amagor 356EC, giá khác biệt, hết hết lo. Adama mang lại sự giản đơn cho nông nghiệp. Xin kính chào quý vị và bà con nông dân, chúng ta lại cùng gặp nhau trong một khung giờ rất là quen thuộc từ 19 giờ đến 20 giờ. Và ngay từ bây giờ cho đến 20 giờ sẽ là khoảng thời gian dành cho chương trình phát thanh trực tiếp Alo Bác sĩ Cây Trồng. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, một chủ đề rất là kịp thời dành cho những bà con nào đang trồng lúa, đó chính là quản lý bệnh hại trên lúa giai đoạn trổ chín. Và chúng tôi rất là hy vọng rằng vẫn đang nhận được sự đồng hành của bà con giống như những số trước. Bà con luôn đồng hành với chúng tôi rất là đông. Và chúng tôi hy vọng rằng là ngày hôm nay với những thông tin từ vị diễn giả của chương trình sẽ giúp cho bà con rất là nhiều trong việc chăm sóc ruộng lúa của nhà mình. Và xin được nhắc lại chủ đề của chương trình ngày hôm nay, đó chính là quản lý bệnh hại trên lúa giai đoạn trổ chín. Số điện thoại quen thuộc của chương trình 02713887116. Và có những cách khác để bà con có thể tương tác với chúng tôi, đó là hãy để lại những câu hỏi của mình qua fanpage Truyền hình Bình Phước. Với những câu hỏi được tương tác qua fanpage Truyền hình Bình Phước thì vui lòng bà con hãy viết thật là chi tiết những vấn đề mà ruộng lúa của mình đang gặp phải nha, để cho vị diễn giả của chương trình dễ dàng tư vấn cho bà con kỹ hơn. Còn đối với những bà con mà gọi về số điện thoại là 02713887116 á, thì chúng tôi sẽ kết nối trực tiếp với vị khách mời của chương trình để giải đáp trực tiếp những thắc mắc của bà con. Minh Nhật nghĩ rằng đây là một phương pháp tốt nhất, bởi vì là khi mà bà con tương tác với chương trình á, thì nếu như mà bà con có muốn hỏi thêm những câu hỏi nào nữa hoặc là thắc mắc thêm thì vị diễn giả của chương trình cũng có thể tư vấn trực tiếp cho bà con. Và chúng ta chỉ có khoảng thời gian là 60 phút thôi. Xin được lưu ý là bà con hãy, nếu mà gọi điện thoại cho chương trình thì gọi ngay từ bây giờ để chúng ta có nhiều thời gian trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với nhau hơn ha. Bởi vì dù sao thì khi mà gọi ở phần cuối của chương trình thì chúng tôi sẽ cái khoảng thời gian nó khá là hạn hẹp để mà chúng ta có thể chia sẻ và trao đổi. Và có thêm một cách khác nữa, đó là bà con cũng có thể tương tác qua fanpage của tập đoàn Adama. Và với những câu hỏi tương tác qua fanpage của tập đoàn Adama thì cũng sẽ được các kỹ sư của tập đoàn Adama trả lời rất là chi tiết cho bà con sau đó. Minh Nhật xin được nhắc lại những cách thức để bà con có thể tham gia đồng hành cùng với chương trình, đó là gọi điện thoại trực tiếp về số 02713887116, tương tác qua fanpage Truyền hình Bình Phước. Và chúng tôi đang tiến hành livestream trực tiếp trên fanpage Truyền hình Bình Phước cũng như là fanpage của tập đoàn Adama. Riêng với chương trình Alo Bác sĩ Cây Trồng thì chúng ta có 3 phần quà ha. 3 phần quà dành cho 3 vị khán thính giả may mắn được lựa chọn ở cuối chương trình. Và chúng ta cũng sẽ có một số cái tiêu chí để lựa chọn ra những câu hỏi, đó là câu hỏi có nội dung hay nhất và đặc biệt đó là gọi đến chương trình sớm nhất và nhanh nhất. 3 phần quà từ tập đoàn Adama dành tặng cho 3 vị khán thính giả có câu hỏi có nội dung hay nhất được ban biên tập lựa chọn ở phần cuối chương trình. Nhưng mà kèm thêm yếu tố là nhanh nhất nữa nha. Chính vì vậy mà ngay từ bây giờ bà con đã có thể gọi về cho chúng tôi, số điện thoại đó là 02713887116. Và với chủ đề quản lý bệnh hại trên lúa giai đoạn trổ chín, thưa bà con, một vị diễn giả khá là quen thuộc của chương trình Alo Bác sĩ Cây Trồng, đó chính là kỹ sư Nguyễn Đăng Khoa, trưởng bộ phận quảng bá khu vực đồng bằng sông Cửu Long, được chúng tôi kết nối từ Cần Thơ ạ. Chương trình xin chào anh ạ. Xin chào MC Minh Nhật. Chào anh Khoa, không biết là sức khỏe của anh Khoa như thế nào rồi. Và mỗi khi mà chúng ta thực hiện chương trình Alo Bác sĩ Cây Trồng thì Minh Nhật rất là muốn biết là cảm xúc của anh Khoa. Bởi vì là mỗi một chương trình chúng ta chọn một chủ đề khác nhau. Minh Nhật thấy là mỗi một chủ đề thì anh Khoa tư vấn nhiệt tình quá, chi tiết quá. Đôi khi là cái khoảng thời gian của chúng ta cũng không có đủ để tư vấn cho bà con. Bà con thì gọi về nhiều. Như vậy thì trước khi bắt đầu chương trình thì không biết là anh Khoa có một cái lời khuyên như thế nào đối với những bà con mà gọi điện thoại về cho chương trình và đặt những cái câu hỏi như vậy ạ, thưa anh. Cảm ơn Minh Nhật.
Xin chào bà con thân mến, rất là vui được gặp lại tất cả quý bà con, quý bạn xem đài trên chương trình phát sóng thường kỳ trên sóng Bình Phước TV. Chương trình có tên là Alo Bác sĩ Cây Trồng của chúng tôi. Thưa bà con, cũng như Minh Nhật vừa trao đổi đó, thì tại vì tôi thì cũng có cái tính dân miền Tây, gọi là gốc dân miền Tây, thành ra những cái vấn đề gì tôi cũng muốn giải quyết một cách rốt ráo cho bà con hiểu cặn kẽ, để bà con xử lý thực được thực trạng ở trên cái cánh đồng mảnh ruộng của mình. Và thưa bà con, thì do tôi nghĩ có thể trên cái chương trình tương tác như thế này rất là rộng, rất là nhiều quý vị ở nhiều nơi khác nhau, nhưng mà thông thường thì chúng ta cũng không có đủ thời gian để chia sẻ hết trong phạm vi một cái chương trình ngắn. Do đó có thể một vài cái câu hỏi nó mang tính tương đối là nó đại diện cho một cái số đông á, thì tôi cố gắng tôi sẽ chia sẻ thật là kỹ để bà con coi đó như là một cái câu hỏi đặc trưng để mình có thể áp dụng trên những cái khu vực khác, trên cái hiện trạng của mình. Thành ra có thể là nó chỉ một cái buổi như vậy có thể trả lời được khoảng 5 câu hỏi thôi, nhưng mà 5 câu hỏi nó sẽ rất là đặc trưng, bà con có thể rút ra được đâu đó cái hình ảnh hoặc những cái khúc mắc, những cái khó khăn mà bà con đang mắc phải, thì bà con cố gắng lưu ý lắng nghe. Còn nếu các cái câu hỏi nào mà bà con thấy chưa thỏa mãn, chưa hài lòng, thì bà con có thể gọi về số đường dây nóng hoặc là tương tác trên các phương tiện truyền thông của chúng tôi như em xin chật vừa chia sẻ. Bây giờ mình quay trở lại với chủ đề chính của chương trình của chúng ta ngày hôm nay, đó là quản lý bệnh hại trên lúa giai đoạn trổ chín. Minh Nhật rất là thắc mắc, không biết là hiện nay thì bà con chăm sóc cái vụ hè thu của mình như thế nào, và với kỹ sư Đăng Khoa thì anh có những cái lưu ý như thế nào cho bà con không ạ? Thưa anh. Cảm ơn Minh Nhật đã dẫn cái chủ đề rất là hay. Thì thưa bà con mình á, đối với cái trong cái thời gian khoảng 1-2 năm gần đây, thì chúng tôi thấy rằng có vẻ cái xu hướng năng suất cho cây lúa nói riêng có lẽ nó có cái chiều hướng nó hơi gây khó khăn cho bà con, nghĩa là nó hơi giảm dần, nó giảm dần, và một phần nào đó nó có quá nhiều cái yếu tố tác động bên ngoài nó dẫn đến cái việc mà giảm năng suất đó, có một cái chiều hướng nhẹ đó. Do đó trong những cái tình huống các cái chủ đề của chương trình mong muốn đặt ra là giúp bà con mình giải quyết một cách tốt nhất để mang đến cái lợi ích thiết thực cho bà con nông dân, là khai thác được tốt nhất cái tiềm năng năng suất cần có của cây trồng, nghĩa là của cây lúa, để giúp bà con mình đối mặt với nhiều cái thử thách trong cái tình huống như hiện nay, nhất là ví dụ như thời tiết, như dịch bệnh, như kể cả về giá cả vật tư và những cái chi phí đầu tư trong cái quá trình canh tác của bà con muốn giảm nữa đó, thì những cái yếu tố đó đều tác động đến năng suất của cây trồng. Thì nói đến cái chủ đề cây lúa thì là năng suất lúa như trong cái vụ này là vụ hè thu hoặc là vụ thu đông sắp tới, mùa vụ nó đang luân chuyển liên tục như hiện nay với cái điều kiện thời tiết mưa gió rất là nhiều trong cái dịp như rằm tháng 7 chẳng hạn, thì bà con thấy trong cái thời gian qua mưa rất là nhiều, thì chính những cái điều kiện này nó tạo cái điều kiện thuận lợi cho bệnh hại, sâu hại nó phát triển và nó gây khó khăn, cũng như cái chi phí đầu tư bà con phải tăng lên rất là nhiều trong cái giai đoạn này. Do đó chúng ta cần phải phòng tránh như thế nào, xử lý từng cái tình huống cụ thể ra sao, thì trong chương trình một chút nữa mình sẽ trao đổi được kỹ hơn để bà con mình nắm vững và bà con xử lý sớm kịp thời để có một cái kết quả tốt nhất của một mùa vụ. Thì có được như vậy thì nhiều bà con, tôi mong rằng nhiều bà con tiếp cận qua nhiều cái kênh truyền thông, đây là một cái kênh để bà con có thể nắm bắt và xử lý kịp thời nhất để giúp bà con mình có một cái mùa vụ thành công. Đó là điều chúng tôi hết sức mong muốn. Dạ, đó là những điều mà những người thực hiện chương trình mong muốn, về phía tập đoàn Anama mong muốn nữa. Và đó là những lời khuyên đầu tiên từ phía kỹ sư Đăng Khoa. Vậy trên thực tế thì bà con chắc chắn rồi cũng có những băn khoăn, những lo lắng nhất định của riêng mình. Vì vậy mà mời kỹ sư Khoa cũng như là tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây ạ. Hiện nay, đa phần các diện tích lúa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang ở giai đoạn trổ đếm chín. Việc chăm sóc cây lúa ở giai đoạn này có ý nghĩa hết sức quan trọng,
bởi đây là giai đoạn quyết định trực tiếp đến năng suất lúa sau thu hoạch. Đáng lưu ý là thời điểm này, cây lúa nhạy cảm với thời tiết và thu hút các loại sâu bệnh hại tìm đến tấn công, gây thất mùa trầm trọng. Do đó, nếu nhà nông lơ là trong khâu chăm sóc, dù chỉ một chút cũng có thể gây thất thu. Một số nhà nông chia sẻ. Lúa của tôi đang chỗ điều, chỗ đồng điều rồi mà tôi phát hiện có gầy phấn trắng. Có một số gầy phấn trắng mà nó ở dưới, nó hay núp ở dưới cái bọn lá trước quá hà, rồi bây giờ mình không biết cái cách nào để mà phòng trị. Lúa mà hạ thu được 30 ngày là bị thừa đạm, đạo ôn và vi khuẩn rất nhiều đó. Tôi mà rút nước ra lại để ở dưới thì mình đóng vôi, ở trên thì mình sử dụng cặp đôi cu cọp đó. Có tăng hiệu quả phòng trị đạo ôn và vi khuẩn hay không? Bây giờ lúa tôi nó lô le chỗ rồi, khoảng 2-3 ngày nó chỗ, nhưng mà hôm 3 bữa trước á, thì sau những cơn mưa đêm đó, thì tôi phát hiện có chấm kim. Rồi tôi có sử dụng cái bộ đôi BA đó, thì tôi phun thì nó hết rồi, nhưng mà bây giờ tới chừng cái đợt mà lúa mà chỗ sẹt á, tôi cần phải phun lại hay không ạ? Thì bây giờ trong trường hợp mà lúa nó chỗ mà chưa có điều để mình phun cái cử lúa chỗ điều đó, mà bây giờ gầy nó tới tuổi 1, tuổi 2 đó, như vậy mình phun cái thuốc trị gầy đó có ảnh hưởng về hạt lúa không ạ? Vì thế, bà con cần chủ động ứng phó với các dịch hại tấn công, đặc biệt quan tâm lựa chọn và sử dụng đúng thuốc bảo vệ thực vật, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây lúa. Phun xịt đúng lúc, kịp thời nên ruộng lúa phát triển tốt, cây khỏe, chống chọi được với những bất lợi của thời tiết và dịch hại để cho năng suất cao, chất lượng tốt. Dạ, chúng ta thấy rằng là bà con lúc nào cũng có những băn khoăn, những lo lắng cho những loại cây trồng của mình và đặc biệt là cây lúa. Và thực sự là với bản thân Minh Nhật thì Minh Nhật thấy rằng mình rất là may mắn bởi vì được đồng hành với tập đoàn Adama trong một cái khoảng thời gian khá là dài khi mà Minh Nhật thực hiện chương trình Alo Bác sĩ Cây trồng như vậy. Minh Nhật rất là cảm thấy rằng là với mỗi một sản phẩm mà tập đoàn Adama đưa ra thị trường thì đó là cả một cái sự tâm huyết của các kỹ sư, của cả tập đoàn. Và với những sản phẩm như vậy thì khi mà Minh Nhật làm chương trình thì cũng nhận được những cái phản hồi của bà con. Đó là những cái trao đổi chia sẻ trực tiếp ngay trên sóng thì thấy rằng là những cái sản phẩm rất là tốt và mang lại cái hiệu quả rất là cao. Vậy thì tập đoàn mình cụ thể có những cái giải pháp nào để mà hỗ trợ cho bà con có thể quản lý tốt bệnh cháy lá, đạo ôn, khô vàng, lem lép hạt và những cái dịch hại nguy hiểm khác trên cây lúa? Và chúng ta sẽ cùng chia sẻ ngay sau đây không ạ, thưa kỹ sư Đăng Khoa? Cảm ơn Minh Nhật. Thì thưa bà con vừa xem qua cái phóng sự ngắn điểm lại một số khó khăn của bà con khi trồng lúa mà đối diện với một số dịch hại trong cái giai đoạn đồng rổ hoặc là rổ chín, thì đa phần là chúng ta sẽ gặp các cái dịch hại phổ biến như là ví dụ như là đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông. Những cái bệnh đó thường nó xuất hiện và nó gây lo lắng cũng như nó mất năng suất, bà con thường thấy cho nhiều năm qua, bà con rất là lo. Cũng như là trong cái thời tiết mùa hè thu nóng ẩm như thế này á, thì cái bệnh lem lép hạt nó cũng xuất hiện rất là nhiều. Do nhiều cái yếu tố gây dẫn đến lem lép hạt làm giảm năng suất, làm thất thoát năng suất của mùa vụ hè thu này nó hơn là so với cái vụ đông xuân chẳng hạn. Rồi các cái đối tượng dịch hại khác, ví dụ như rầy phấn trắng cũng vậy, hoặc là rầy nâu cũng vậy, nó cũng tranh thủ vào cái giai đoạn này, nó đã tích lũy một số trước đó rồi, đến cái giai đoạn này nó cũng bộc phát, thì vừa nhiều cái yếu tố tác động quá dẫn đến cái việc là trong một cái mùa vụ, cái giai đoạn này gọi là giai đoạn cực trọng, bà con thường hay tập trung chi phí để đầu tư nhiều. Thì với cái mong muốn là Adama mang đến cho bà con cái sự giản đơn cho nông nghiệp bằng những cái sản phẩm chất lượng đến từ Israel, đến từ tập đoàn Adama, đến từ một cái nước có nền nông nghiệp tiên tiến, mang đến cho bà con những cái sản phẩm được đảm bảo chất lượng, là những cái sản phẩm hàng đầu để giúp bà con quản lý tốt các cái đối tượng dịch hại như tôi vừa chia sẻ. Thì ở tập đoàn Adama có qua nhiều cái chương trình như thế này, chúng tôi cũng có dịp để mà chia sẻ cho bà con những cái giải pháp cụ thể cho từng cái tình huống mà bà con đối mặt. Ví dụ như đối với con rầy phấn trắng
hoặc là con nhện dé, thì chúng tôi luôn luôn khuyến cáo bà con mình sử dụng cái giải pháp rất là hiệu quả trong cái giai đoạn hiện nay mà nhiều bà con đã tin dùng sử dụng trong thời gian qua, đó là sử dụng sản phẩm Galin 300HC, một cái sản phẩm mà hiện nay rất là nhiều bà con thấy rằng nó có một cái lợi ích thiết thực để quản lý tốt cái đối tượng là con rầy phấn trắng mà hiện nay nó đang bộc phát ở nhiều cái mùa vụ, vụ nào gần như cũng thấy nó, và có vẻ như đây là một cái đối tượng sẽ xâm chiếm trên ruộng lúa và quan trọng trên ruộng lúa trong cái thời gian sắp tới. Do đó bà con trồng lúa là phải đối diện với cái dịch hại này. Cái thứ hai nữa là cái đậu ôn, và đậu ôn lá và đậu ôn cổ bông, thì chúng tôi giới thiệu bà con mình sử dụng cái sản phẩm là Plactogan 75 VKB, qua nhiều chương trình chúng tôi đã giới thiệu cho bà con rồi. Thì bà con cũng nên lưu ý trong cái mùa vụ này sử dụng một cách tốt nhất để tránh cái bệnh đậu ôn gây thiệt hại năng suất, cũng như là nằm trong cái cặp là chúng tôi thường hay giới thiệu cái giải pháp, đó là giải pháp BA, là gồm hai cái sản phẩm là Plactogan và Anmagor. Trong đó cái sản phẩm Anmagor 356HC là một cái sản phẩm đặc hiệu rất là tốt để mà quản lý tốt tất cả các cái giống nấm mà nó gây nên cái bệnh lem lép hạt, cái bệnh mà làm giảm cái năng suất lúa của bà con rất là nhiều. Thì bà con có thể tham khảo và sử dụng cho cái vụ này để bảo vệ được cái đồng lúa của mình một cách tốt nhất. Thì đó là điểm sơ một vài cái nhãn hàng của sản phẩm mà tập đoàn Arama đang cung cấp những cái sản phẩm thực tế cũng như các cái giải pháp phối hợp với nhau để làm sao gia tăng được cái hiệu quả thiết thực trên ruộng của bà con. Thì chúng ta sẽ có dịp để trao đổi kỹ hơn về các sản phẩm này. Chúng ta sẽ trao đổi kỹ hơn những cái sản phẩm như vậy qua những cái trường hợp rất là cụ thể từ các nhà nông gọi về cho chương trình. Và chúng tôi hy vọng rằng là bà con vẫn đang đồng hành với chúng tôi, và hãy tương tác qua số điện thoại là 02713887116 và comment những câu hỏi ở bên dưới fanpage Truyền hình Bình Phước cũng như là fanpage của tập đoàn Arama. Còn bây giờ xin được kết nối với vị thính giả đầu tiên ạ. Alo, chương trình xin chào ạ. Alo. Dạ, chương trình. Dạ, chào anh ạ. Tôi chào chương trình, tôi chào bác sĩ. Alo, bác sĩ Trẻ Trồng, tôi tên Nguyễn Văn Lợi, tôi ở Kiên Giang. Dạ. Anh Lợi, ở nhà mình thì mình trồng được nhiều lúa không ạ? Diện tích thì khoảng được bao nhiêu hả thưa anh? Mình có 1 hecta lúa ạ. Dạ, 1 hecta. 1 hecta ruộng á. Dạ. Dạ. Vậy thì bây giờ thì anh muốn kỹ sư khoa sẽ chia sẻ những cái vấn đề gì với mình đây ạ? Xin mời anh ạ. Dạ, tôi nhờ kỹ sư tư vấn giùm tôi là lúa tôi cũng sắp vô vụ lâm đồng rồi nè. Nhờ kỹ sư giúp tôi là coi có loại thuốc nào để mà mình ngừa bệnh lem lép hạt á. Đi tôi vụ rồi tôi bị lem lép hạt quá trời, thất quá trời rồi. Cho nên là tôi được bạn bè giới thiệu á, nên tôi mới được mà lên tới đài để nhờ kỹ sư là có loại thuốc nào ngừa bệnh lem lép hạt. Với lại tôi phát hiện là có gầy nâu á, gầy phấn trắng á, cũng ít à, không nhiều nhưng mà mình phải ngừa. Thì tôi hỏi kỹ sư chứ cái loại thuốc đó đó mình phun vào cái có thể hai loại nó phun, mình kết hợp chung phun cùng một lúc có được hay không, hay là mình phun riêng, phun vào giai đoạn nào cho nó thích hợp á. Dạ, xin kỹ sư tư vấn giùm, cảm ơn ạ. Dạ, bây giờ thì xin mời kỹ sư khoa ạ. Dạ, cảm ơn Minh Nhật, xin chào anh Lợi đến từ Kiên Giang. Cảm ơn anh đã liên lạc về chương trình để kết nối, để chúng tôi có dịp chia sẻ với anh cũng như nhiều bà con cùng biết về những cái trường hợp điển hình như thế này. Thì anh hỏi là cái lúa của anh nó giai đoạn làm đồng chuẩn bị trổ, thì bây giờ năm cái vụ trước thì nó bị thất do nó lem lép hạt rất là nhiều. Vậy thì cái vụ này anh muốn cải thiện cái việc đó, có nghĩa là rút kinh nghiệm để làm sao xử lý cái việc đó tốt hơn. Thì thưa anh, theo cái câu hỏi của anh á, thì nó có mấy cái vấn đề mà anh cần lưu ý. Ngoài cái việc là trong một cái mùa vụ để đảm bảo được cái năng suất một cách tốt nhất á, thì cái giai đoạn đầu chúng ta cố gắng làm sao mà quản lý được các cái dịch hại trong cái giai đoạn đầu của cây lúa, nghĩa là giai đoạn mạ, để cho cây lúa nó phát triển tốt, nó đẻ chồi kịp thời, nó có đủ số chồi trên mét vuông ha. Rồi khi mà nó đầy đủ rồi tới cái giai đoạn làm đồng, thì chúng ta trong cái mùa vụ hè thu này, cái giai đoạn làm đồng có nghĩa là từ cái lúc cái giai đoạn khoảng 45 ngày đó cho tới khoảng 55-60 ngày, thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn rất là quan trọng để làm sao mà số hạt trên bông nó phải nhiều để sau này nó có năng suất.
thì cái nhiệm vụ chúng ta là cây lúa nó giáp tán rất là mạnh, nó giáp tán rất là mạnh và sâu bệnh nó tích lũy một thời gian dài, nó tấn công vào giai đoạn này. Thì nếu mà mình lơ là, mình để ví dụ bị lúa bị vàng do vàng lá chín sớm, do bệnh ví dụ như là bệnh đốm vằn, khô vằn chẳng hạn, hoặc là bệnh cháy lá do vi khuẩn chẳng hạn, thì tất cả những cái bệnh này nó có thể tấn công vào giai đoạn này, nó gây nên cái việc là lép về sau. Do đó chứ không phải là lúa bị lem, bị lép về sau là đợi tới lúc có bông chúng ta mới mang thuốc ra xịt. Không, chúng ta phải quản lý lem lép hạt từ lúc nó ở trong cái phôi thai luôn, từ lúc nó mới bắt đầu hình thành, nghĩa là giai đoạn đồng đồng đất đó. Bà con phải có khái niệm là trừ sạch nấm bệnh, ngừa lem lép hạt từ giai đoạn này trở đi. Thì ở cái giai đoạn mà từ phôi thai này, từ cái giai đoạn 45-50 ngày này, thì chúng tôi khuyến cáo bà con sử dụng cái cặp giải pháp mà chúng tôi thường hay khuyến cáo đó. Thì anh có thể anh nghiên cứu sử dụng, đó là cặp cu cọp. Cái cặp cu cọp, cái cặp gồm có hai cái sản phẩm là Cetodia và Super Master Cup, một cái sản phẩm trừ nấm và một cái sản phẩm trừ vi khuẩn. Hai cái sản phẩm mình phối trộn lại với nhau, mình quản lý sạch trong cái giai đoạn này, sạch khuẩn, sạch nấm bệnh. Có thể nó tích lũy từ dưới bẹ lúa, từ dưới gốc lúa nó đã tích lũy âm ỉ, nó sẽ tấn công lên bông giai đoạn sau, thì chúng ta quét sạch giai đoạn này nó rất là cần thiết. Giai đoạn này nghĩa là sạch lem lép hạt trong giai đoạn này, về sau nó sẽ lúa nó không lép đâu đó. Bà con nên lưu ý cái khái niệm này rất là quan trọng, chứ không phải lem lép hạt là đợi chừng nào có hạt mới phun thì nó mới rất là muộn. Dĩ nhiên đến hạt người ta sẽ phun nữa, nhưng mà đầu giai đoạn đầu đời này là giai đoạn rất là cần thiết nha bà con nha. Lưu ý đó là cái cặp cu cọp, nhớ bà con có thể sử dụng một cử hoặc là hai cử vào giai đoạn 45 ngày một cử nè, và giai đoạn khoảng 60 ngày một cử, có nghĩa là giai đoạn lúa chưa có chỗ gì hết, mới tròn mình thôi. Thì khi mà sử dụng như thế này thì tôi tin chắc rằng lúa rất là khỏe, lá đứng cứng và sạch gốc lúa, và bảo đảm là không có nấm, không có vi khuẩn trong cái giai đoạn này, thì lúa trổ ra rất là tốt. Thì anh nên lưu ý, bà con nên lưu ý trừ lem lép hạt trong cái giai đoạn này, giai đoạn tiền đề. Rồi, giai đoạn này nếu mà phát hiện được con rầy, con rầy nâu hoặc là con rầy phấn trắng, nó cũng tích lũy vào giai đoạn này rất là nhiều, kể cả con nhện dế nữa, nó đều tấn công vào giai đoạn phôi thai này hết. Do đó, để mà tập trung diệt những cái đối tượng này, tránh cái việc mà thất năng suất khi mà lúa trổ ra, thì chúng ta cũng sử dụng cái ngân sách, sử dụng cái tiền của chúng ta, cái vốn đầu tư chúng ta vào cái chỗ này để diệt các đối tượng rầy nâu, rầy phấn trắng, con nhện dế cũng vào lúc này luôn bà con. Do đó chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm có tên là Galin 300SC của tập đoàn Arama. Nó vừa quản lý được con rầy phấn trắng ở trên lá tán lá lúa nè, con nhện dế ở trong cái bẹ lúa nè, và kể cả nếu mà có rầy nâu ít ít thì nó vẫn quản lý được. Còn nếu mà trong giai đoạn này có rầy nâu nhiều thì chúng ta sử dụng cái giải pháp rầy nâu chuyên biệt khác, đó là Becena, Becena chai nắp màu tím, bà con có thể thấy qua nhiều chương trình đó, thì bà con có thể sử dụng để mà quản lý con rầy nâu. Còn riêng cái đối tượng con rầy phấn trắng và con nhện dế thì chúng ta tôi khuyến cáo bà con mình kết hợp cái sản phẩm Galin với cái cặp cu cọp, bà con có thể quản lý vừa nấm phửng và vừa các cái loại côn trùng gây hại trong cái giai đoạn trước trổ. Anh ha, anh lại ha. Còn đến cái giai đoạn lúa bắt đầu chuẩn bị trổ ra thì cái phần còn lại chúng ta chỉ sử dụng là cái cặp BA. Cái cặp BA là gồm hai sản phẩm là ngừa cái đậu ô cổ bông và cái sản phẩm Anmago 356 OC để mà quản lý cái lem lép hạt, tiếp tục kéo dài cái việc mà lúa nó vừa thoát cái bông ra thì nó dễ, cái lúa nó rất là non, nó dễ bị nhiễm bệnh, thì chúng ta tiếp tục tiêm ngừa nó, chủng ngừa nó bằng cái cặp BA này thì nó sạch bệnh liên tục. Thì lúc này nó không có khuẩn, nó không có nấm và được tiêm ngừa này nữa thì lúa nó trổ rất là khỏe, lá đồng nó xanh mướt, nó đứng, nó hứng được nắng nhiều hơn. Lá đồng nó phải đứng thẳng thì nó hứng được nắng nhiều hơn, nó quang hợp mạnh hơn, thì nó tích lũy chất khô, tích lũy chất dinh dưỡng, tích lũy gạo đó, nói chung là tinh bột đó, nó sẽ được tốt hơn thì nó sẽ có năng suất. Do đó bà con thường gọi cái cử thuốc này gọi là cử thuốc dưỡng. Thật ra là thuốc là trừ bệnh, nhưng mà do cái cây nó khỏe, nó tích lũy dinh dưỡng được nhiều, nó vô gạo được nhiều thì mình gọi là dưỡng. Thì thông thường bà con xịt cái thuốc này, cái cử này bà con đầu tư cái giá thành trên một bình thuốc nó tương đối là nó nhiều, và cái sản phẩm nào mang đến cái sản phẩm chất lượng hiệu quả thì bà con nên chọn để đầu tư vào giai đoạn này là cái giai đoạn cần thiết nhất. Thì đó là một vài cái chia sẻ của tôi với cái câu hỏi này
dành cho anh cũng như nhiều bà con làm sao mà phòng ngừa được các cái đối tượng côn trùng gây hại quan trọng cũng như là các cái loại nấm gây bệnh, mà nhất là bệnh lem lép hạt. Tôi phân định cho anh là khác hơn cái vụ trước anh làm là xử lý lem lép hạt là phải xử lý trong giai đoạn đồng trổ này cho nó sạch sẽ bệnh. Thấy anh ha, thì chúc anh thành công với những cái chia sẻ của tôi như chưa rồi. Hy vọng rằng là anh Lợi đã lắng nghe rõ những lời tư vấn vừa rồi. Còn nếu như mà anh muốn nghe lại thì anh cũng có thể truy cập vào fanpage của Truyền hình Bình Phước hoặc là fanpage của tập đoàn Adama để mà mình nghe lại một lần nữa, rồi mình thực hiện, mình áp dụng trên cái ruộng lúa của mình để cho mình có được cái năng suất cũng như là chất lượng tốt nhất anh ha. Và cũng cảm ơn anh rất là nhiều vì đã biết đến BBTV và gọi điện thoại về để mà nhờ kỹ sư khoa tư vấn, chứng tỏ là anh đã rất là tin tưởng chúng tôi. Cảm ơn anh một lần nữa vì điều này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi nữa từ thính giả. Alo, chương trình xin chào ạ. Chào chương trình. Alo, bác sĩ cho chồng của Đài Bình Phước ạ. Dạ, chào anh. Anh tên gì và anh gọi điện thoại cho chương trình từ đâu ạ, thưa anh? Dạ, tôi tên Bình. Tôi gọi điện thoại từ Long An. Dạ, anh Bình ở Long An. Ruộng lúa nhà mình thì diện tích có được nhiều không anh hả? Được 1,5 hectare. Dạ, 1,5 hectare. Bây giờ thì anh muốn kỹ sư khoa tư vấn cho mình điều gì đây ạ? Tôi muốn hỏi là cái lá đồng nó có liên quan đến năng suất như thế nào á. Lúa tôi khoảng 3 đến 5 ngày nữa là bắt đầu trổ rồi. Nó có cái xuất hiện là cái đậu ôn với cháy bị lá vi khuẩn rồi sâu cuốn lá đó. Vậy thì nó có làm ảnh hưởng tới năng suất hay không? Dạ, cũng nghe kỹ sư mới giới thiệu cái bộ đôi cua cọp rồi đó. Chị đã ôn khuẩn với gì mình cộng thêm với cái kima gì đó, tôi cũng có nghe qua đó. Mình cộng hai bộ đôi này với cái kima để mình giải quyết ba đối tượng này cũng lúc mà có được, nó có cho hiệu quả để mình bảo vệ cái đó, đồng nó để không ảnh hưởng năng suất thì sao không đó. Lại hồi nãy tôi cũng có nghe kỹ sư nói cái bộ đôi BA nó quản lý cho nó hoạt, thì mình thôi nên cái đó thì tôi nghe rồi thôi, tôi không hỏi. Bây giờ có thì cám đó, bây giờ cũng đang có thì cám lại ra, vậy mình thấy cũng lại ra thôi chứ không đến nỗi gì nhiều, mà mình có cần phải sử dụng cái Bersina để mình cắt cái lưới đầy tiếp chỗ này để nó hạn chế cái đầy sau hay không. Câu cuối cùng là tôi làm giống đại thẩm tám đó. Thường thì mấy năm trước cái bông nó to, nó nhiều hạt, nó không có vô gạo tới cậy. Thì nó còn một khúc rồi, con cậy nó bị lép rồi. Vậy công ty mình có cái thuốc nào để hỗ trợ cho nó vào gạo tối đa để nó hạn chế lép cậy, nó được no đủ, góp phần làm bảo đảm được năng suất đó. Dạ. Yeah. Mình nhận thấy là anh Bình ở Long An có rất là nhiều những câu hỏi. Bây giờ mình đi giải quyết từ vấn đề một ha, kỹ sư khoa ha. Dạ, xin mời anh ạ. Dạ. Trước tiên cảm ơn anh Bình, một câu hỏi rất là hay. Nếu mà giải quyết được hết những cái câu hỏi anh Bình đang thắc mắc thì gần như là chúng ta có vụ mùa thành công, thành công đầy đủ cho bà con rồi đó. Dạ. Thì tôi cũng sẽ cố gắng tóm tắt những cái gì cần thiết cho anh Bình cũng như bà con có thể hiểu, và chúng ta có thể lặp đi lặp lại những cái chủ đề này sâu hơn như thế nào đó ở các cái kỳ sau chẳng hạn. Trước tiên thì anh nói là lúa của anh giai đoạn làm đang ở giai đoạn đồng, có nghĩa là đồng cũng to rồi, đồng no rồi, mà bây giờ nó đang bị cháy bìa lá và nó đang bị sâu lá nữa, thì anh hỏi bây giờ cái cách nào để mà xử lý cái tình huống này, nó có dẫn đến lem lép hạt hay không? Thì thưa, nếu mà cái giai đoạn cái bộ lá đồng á, anh hỏi liên quan tới cái bộ lá đồng chúng ta, thật ra cây lúa là sức khỏe, cây lúa là sức khỏe toàn thân, bất cứ cái bộ phận nào của cây lúa nó cũng rất là quan trọng hết, kể cả cái lá đồng và những cái lá chân bên dưới nó cũng quan trọng, chứ không có nghĩa là cái chỉ duy nhất cái lá đồng không. Nhưng mà do cái bộ lá đồng là cái mà nó hứng ánh sáng, nó kết hợp với cái sản phẩm tích lũy dinh dưỡng ở trong thân cây lúa, nó đã hút được dinh dưỡng từ dưới đất, nó tạo nên, nó kết hợp với cái sản phẩm quang hợp nữa, thì nó tạo ra cái chất dự trữ, đó là tinh bột, là cái mình cần, cái năng suất lúa là như vậy. Do đó cái mà phần cái lá mà nó hứng lên trên á, cái lá đồng á, ba lá ở trên á là nó phơi ra ngoài ánh sáng, nó thấy ánh sáng được nhiều nhất, do đó nó có cái giá trị đóng góp được nhiều nhất. Thường thì người ta đo
sơ bộ thì cái bộ lá đồng ba cái lá trên cùng nó chiếm khoảng 80% cái giá trị đóng góp cái năng suất, do đó chúng ta cần phải bảo vệ. Nhưng mà chúng ta bảo vệ được lá đồng ba cái lá đồng ở trên á, đồng nghĩa chúng ta cũng phải bảo vệ luôn cả thân cây lúa ở các cái lá khác cũng cũng quan trọng không kém. Thì vậy thì bây giờ cháy bìa lá vi khuẩn hoặc là kể cả đạo ôn hoặc là sâu cuốn lá thì tất cả nó đều tấn công là vào cái lá đồng. Lúc này là quan trọng, do đó chúng ta cần phải xử lý. Thì anh chia sẻ với bà con là đúng rồi đó, thì tập đoàn Arama đã có rất là nhiều lần chia sẻ với bà con cái giải pháp để làm sao mà bảo vệ cái bộ lá đồng trước khi mà lúa trổ, thì được bằng cái cặp cu gập để mà sạch vi khuẩn. Trong đó nó có một cái sản phẩm là Super Master Cup, trong cái giải pháp cu gập này thì có sản phẩm Super Master Cup là thuốc đặc trị vi khuẩn của tập đoàn Arama, với cái đặc tính mà nó làm cho vi khuẩn đứng ngay thì tức thì, do đó là cái vết bệnh nó không lây lan nữa, cái lúa bị vi khuẩn không lây nữa, và phối hợp chung với cái sản phẩm là Cetodia nó tạo cho bà con mình một cái giải pháp một cách tốt nhất trong cái việc là quản lý sạch tất cả các cái bệnh từ trên tán lá và dưới gốc lá lúa, những cái bệnh quan trọng mà có thể gây nên cái bệnh lem lép hạt, thất năng suất của chúng ta đó. Thì bà con anh Bình cũng như bà con có thể sử dụng cái cặp cu cập để quản lý thật là tốt giai đoạn trước trổ ha. Có thể phối hợp thêm cái sản phẩm trừ sâu cuốn lá là anh nói là Tikima đó, thì rõ ràng là rất là đồng ý với anh, có thể kết hợp sản phẩm Tikima để bảo vệ cái bộ lá đồng tránh khỏi cái việc sâu cuốn lá nó tấn công. Rồi vậy thì anh nói tới giai đoạn này mà gặp rầy cám, vậy thì bây giờ có nên sử dụng Bencina để mà cắt lứa hay không? Tôi khuyến cáo anh là có, anh đừng nấn ná nữa, tại vì đến khi mà lúa nó trổ lên rồi á thì lúc đó lỡ như nó rầy nó nhiều lên thì bắt buộc là anh phải xử lý thôi, mà lúc này xử lý nó lại khó khăn hơn rất là nhiều, con rầy nó núp ở dưới tán lúa ở trên, thì giai đoạn này là cần thiết để cắt đứt. Giai đoạn này cái giai đoạn mẫn cảm cuối cùng mà chúng ta có thể xử lý tốt cái con rầy, thì anh có thể tìm các đại lý bảo vệ thực vật gần nhất để mua cái sản phẩm là Bencina chai của tập đoàn Arama, chai nắp màu tím đó. Thì anh có thể kết hợp vô anh phun trong cái cử này thì bảo đảm là sẽ một cử duy nhất là sẽ tiêu diệt được rầy, tránh khỏi cả một cái mùa vụ ha. Anh lưu ý cái việc này. Rồi anh nói như vậy gì cái lúa của anh thì nó hay lép cậy, vậy thì bây giờ cái cách nào thì tôi cũng khuyến cáo anh trong cái vụ này để giải quyết cái tình huống lép cậy như sau. Ví dụ như trong cái vụ này, ngoài cái việc là anh đã đi phân đón đồng, phân bón nó đã cân đối đầy đủ dinh dưỡng cho cây lúa, nó không có biểu hiện là thiếu phân ha, thì cái phần còn lại thì chúng ta ngừa sạch các cái bệnh hại để đừng có rút tỉa dinh dưỡng của cây lúa, để làm cho cây lúa đừng bị vàng lá do các cái loại bệnh gây ra. Thì cái bộ lá là chúng ta bảo vệ cái bộ lá là như vậy. Thì anh có thể sử dụng cái cặp BA, để trong cái cặp BA này nó ngừa được đạo ôn cổ bông và lem lép hạt, và chính cái trong cái cặp BA nó có cái sản phẩm là Almagor 356 EC, một cái sản phẩm rất là tốt để giúp cho cây lúa trổ rộ, trổ nhanh và vô gạo nhanh. Đó là một cái đặc điểm rất là hiệu quả cho cái việc là lúa ít bị lép hạt và gia tăng năng suất, cũng như là tránh cái việc lép cậy. Thì cái cặp BA anh có thể sử dụng hai lần, một cái lần là lúa trổ lác đác và nghĩa là tương ứng với khoảng 65 đến 70 ngày đó, và một cái lần lặp lại thứ hai là sau một tuần, so với cách cái lần thứ nhất, một tuần cho đến 10 ngày cách cái lần thứ nhất, thì anh sử dụng hai lần như vậy, tôi tin chắc là mã lúa của anh rất là đẹp và sạch cỏ, sạch đạo ôn, sạch lem lép, và kể cả là lúa ngậm sữa rất là nhanh nữa. Đó là một cái vai trò rất là lớn để mà kích hoạt cho cây lúa nó vô gạo rất là tốt. Và trong cái mùa mưa gió như thế này thì lá lúa nó hứng nắng rất là ít, do cái mây nhiều, mưa nhiều, nắng ít, thì cái sản phẩm Amargo nó giúp cho cây lúa tăng cường cái khả năng quang hợp hơn trong những cái tình huống như thế này, để cho cây lúa vô gạo được khỏe hơn cho đến những cái hạt trong cậy. Và đến cái giai đoạn cuối cùng thì chúng ta khi mà gần vô gạo đến cậy thì chúng ta tiếp tục mồi thêm một cái năng lượng cho nó nữa bằng cái sản phẩm có tên là Bicorax 490 EC. Đó là cái giải pháp để tận thu đến những hạt
trông cậy. Cuối cùng đó là những cái sản phẩm mà tôi nghĩ nó rất là cần thiết để anh có thể làm cho lúa anh gia tăng được cái năng suất, giúp cho cây lúa nó duy trì cái bộ lá đồng một cách xanh bền, xanh lâu và nó vô gạo một cách tích cực nhất, tránh bị cái hiện tượng là muối hạt cũng như là nghẹn đồng. Đó là những cái hiện tượng mà làm giảm năng suất trong cái vụ hè thu, những cái vụ mưa nhiều, nắng yếu, mây nhiều như thế này. Đó là những cái sản phẩm cần thiết để mà chúng ta giải quyết những cái bài toán mà làm sao mà lúa nó bị lép nhiều, hoặc là nó hạn chế, nó có nghĩa là nó bị không vô gạo cho tới cậy, thì anh có thể sử dụng cái cặp BA cũng như là cái sản phẩm Bicurac. Đó là những cái giải pháp tôi chia sẻ thêm để anh cùng bà con mình trong cái vụ này có được một vụ là trúng mùa bằng những giải pháp mà Tuấn Huy vừa chia sẻ. Chúc anh thành công ạ. Dạ. Chương trình cũng cảm ơn anh Bình ở Long An đã gọi về cho chương trình, và chúng tôi tin rằng chúng tôi có cơ sở để tin rằng là với những tư vấn rất là chi tiết vừa rồi của kỹ sư Khoa thì anh sẽ vận dụng và vận dụng thành công vào cái ruộng lúa của nhà mình anh ha. Cảm ơn quý vị đã và đang tiếp tục đồng hành với chúng tôi trong chương trình Alo Bác sĩ Cây Trồng ngày hôm nay, và chúng tôi rất là mong quý vị sẽ tiếp tục tương tác với chúng tôi qua số điện thoại là 02713887116 nha. Bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo của vị thính giả ạ. Alo, chương trình xin chào ạ. Alo, xin chào chương trình ạ. Tôi tên Toàn ở Cần Thơ á. Dạ. Và câu hỏi Dạ. Dạ, anh đặt câu hỏi cho kỹ sư Khoa đi ạ. Tôi có câu hỏi như vậy. Coi như lúa tôi bây giờ là 60 ngày rồi, mà cái ruộng ở gần bên đó thì người ta phát hiện cái chấm chim sổ phun thuốc đậu ôn rồi. Bây giờ tôi muốn nhờ chương trình tôi dẫn dụng là tôi nên dùng cái mà bộ đôi cua cọp hay là BA bị bộ đôi cua cọp tôi có sử dụng một lần vào đợt mà bón phân đón đồng rồi. Rồi bây giờ là mình khi mà mình sử dụng cái bộ đôi cua cọp hay là BA rồi nó có phát hiện có gầy phấn trắng đó, rồi mình có thể mình cộng thêm cái galin đó như vậy đó là nó có tốt không? Rồi cái giai đoạn này thì tới chừng lúa chỗ sẹt thì còn khoảng từ một tuần nữa, như vậy là mình có cần phải phun lại không á? Dạ, rồi dạ. Chúng ta sẽ giải quyết từng vấn đề một ha. Anh Toàn nghe chương trình rõ đúng không ạ? Dạ, rõ rõ. Dạ rồi, xin mời anh cùng lắng nghe kỹ sư Khoa chia sẻ ạ. Xin mời kỹ sư Khoa ạ. Xin chào anh Toàn cùng bà con thân mến. Với cái câu hỏi của anh thì tôi xin tư vấn như sau. Thì lúa của anh đó thì giai đoạn 60 ngày nó cũng là tròn mình rồi. Trong cái giai đoạn này anh phát hiện đậu ôn, phát hiện ở xung quanh đó, ở ruộng xung quanh thì bắt đầu nó có đậu ôn thôi, nhưng mà ruộng của mình thì nó chưa phát hiện. Cái đó có thể tôi kết luận như thế này, có thể là trước đó anh đã sử dụng cặp cua cọp và nó có cái hiệu quả. Trong cùng một cái khu ruộng mà nó gần nhau mà ruộng người ta thì bị, còn ruộng của mình thì bây giờ nó vẫn chưa bị. Đó là cái cặp cua cọp, với cái hiệu quả của cặp cua cọp nó đã phát huy tác dụng ở trên ruộng của mình. Trước đó mình đã sử dụng đến giai đoạn này nó vẫn còn hiệu lực duy trì. Thì giai đoạn này lúa mới tròn mình thôi, 60 ngày thì mới tròn mình thôi, chưa trổ đâu, khoảng một tuần nữa mới trổ như anh nói là đúng đó. Thì tôi khuyến cáo anh nên sử dụng cái cặp cua cọp lại một lần nữa, thấy anh ha. Cặp lúc anh sử dụng cái lúc mà mới bón phân đón đồng thôi, có nghĩa là đầu cái giai đoạn làm đồng. Thì bây giờ cuối cái giai đoạn làm đồng anh nên sử dụng một lần nữa cặp cua cọp. Thì tôi tin anh, nếu mà anh sử dụng như vậy á, nhiều bà con khác sử dụng với cái cách của như anh Toàn như thế này á, thì tôi tin rằng là lúa của bà con rất là khỏe và không có bị bệnh, mà sau đó đến cái giai đoạn lúa trổ á, bà con cũng nhẹ cái chi phí nữa, lúc đó chúng ta không phải lo gì bệnh vi khuẩn nữa. Thì trong cái cặp cua cọp này nó có cái sản phẩm Super Master Cup á, nó quản lý sạch khuẩn. Mà trong cái mùa mưa này nè, cái vụ mùa mưa này rất là nhiều bà con sợ cái bệnh vi khuẩn, mà khi vi khuẩn nó đã phát hiện trên ruộng của mình lúc lúa rổ á, nó lan rất là nhanh và khó phòng trị lắm. Do đó trong cái giai đoạn mà tiền đề này, trước khi lúa rổ này, thì cây lúa nó còn cứng cáp, còn khỏe nè, nó chuẩn bị hết nội lực của nó để nó chuẩn bị nó rổ, thì chúng ta tiêm ngừa cho nó một cái liều kháng sinh cũng như là dọn dẹp sạch cái mầm bệnh ở trong cái hệ sinh thái đồng ruộng này bằng cái cặp cua cọp. Thì tôi khuyến cáo anh Toàn sử dụng cái cặp này cho 5 công,
để mà phun điều ở trên ruộng của mình nữa ha. Dạ anh phun vào cái cử này thì tôi tin chắc rằng ruộng của anh không có đạo ôn đâu, tiếp tục duy trì không có đạo ôn, nó sạch mơ, nó xanh mơn mởn, lá đồng nó cứng, nó đứng, gốc lúa nó xanh mướt thôi. Và nó bảo đảm nó với anh là khi phun cặp cu cọp rồi á, lúa anh đang tình trạng bình thường mà anh ngừa bằng cái cặp cu cọp rồi thì lúa anh nó không có bị nhiễm vi khuẩn nữa đâu. Thì đến giai đoạn trổ nhiều khi anh không cần phải phun thuốc vi khuẩn nữa, lúc đó anh chỉ sử dụng cái cặp BA thôi, nó khỏe hơn rất là nhiều và không bao giờ bị mắc vi khuẩn. Thì đó là cái lợi ích mà mình nên phun một cái cử trong giai đoạn 60 ngày này, 55-60 ngày phun cái cặp cu cọp. Anh có thể kết hợp thêm cái sản phẩm Galin 300 SC, một cái chai Galin như vậy anh phun có thể khoảng 3 bình máy, kết hợp khoảng 3 bình máy 25 lít thì anh vô để anh phun, để anh quản lý luôn con rầy phấn trắng mà hiện nay như anh nói đó, nó đang tích lũy, nó đang ở trên cái lá lúa, lá nó những cái tán lá đó nó hút tỉa mỗi ngày, thì lúa một khi nó đã bị rút cái năng lượng đi, nó vàng xuống đó, thì nó sẽ ngậm sữa rất là kém, nó vô gạo rất là kém. Do đó anh có thể kết hợp cặp cu cọp với sản phẩm Galin, anh phun ngừa luôn cái con rầy phấn trắng rất là hiệu quả, mà kể cả rừa luôn con rầy, nhện vé mà nó có thể nó tích lũy với lúc này nó có đó, thì anh phun thật là kỹ, thật là nhiều nước với cu cặp cu cọp cộng với Galin, thì tôi tin chắc anh một cái cử này nó rất là hoàn hảo, và nó vừa sạch các cái loại côn trùng gây hại nguy hiểm như là con rầy phấn trắng, như là con nhện vé, và cái phần những cái loại bệnh hại, nấm bệnh hại, kể cả vi khuẩn, thì đưa cái cặp cu cọp nó đã bảo kê cho mình hết rồi. Thì anh an tâm anh xử lý thêm một cái lần nữa như thế này thì ruộng lúa của anh rất là đẹp so với xung quanh. Rồi đến cái giai đoạn mà trổ sẹt thì xử lý như thế nào. Trổ sẹt thì lưu ý lại bà con, nghĩa là cái cử của anh khoảng chừng 60 ngày này, thêm khoảng một tuần sau cho đến 10 ngày sau nữa thì bắt đầu lúa mới trổ khoảng 5%. Thì đó, chúng ta phun cái cặp BA lúc này, thì lúc này xử lý cặp BA để ngừa được đạo ôn cổ bông nè, ngừa được cái bệnh lem lép hạt, nó sẽ tránh được cái bệnh mà gì, làm thất thu năng suất. Còn vi khuẩn thì nhiều khi chúng ta đã phun trước đó rồi, bà con rất là an tâm. Thì và lúc này bà con cũng an tâm là rầy phấn trắng cũng đã sạch rồi, thì khi mà lúa trổ lên á thì nó trổ rất là rộ, rất là khỏe. Và trong cái vụ mùa mưa này, nếu mà lúa trổ nhanh, trổ thoát, trổ rộ, đồng nghĩa với việc là rút ngắn được cái thời gian mà nó hứng mưa, thì khi mà cái bông mà nó phơi ngoài mưa nó rất là dễ bị lem, dễ bị lép, nó dễ bị mất năng suất do cái điều kiện thời tiết. Do đó chính cái cặp BA nó có những cái nội lực, nó giúp cho cây lúa trổ rộ, trổ khỏe hơn. Thì chỉ việc chúng ta phun lặp lại một lần khi lúa trổ đều thì cái cặp BA nó giúp quản lý sạch các cái bệnh quan trọng như đạo ôn cổ bông và lem lép hạt, thì nó giúp cho lúa trổ nhanh, trổ thoát, trổ rộ, và nó duy trì cái bộ lá đồng rất là xanh cứng để nó đón được cái nắng được nhiều nhất, và nó tích lũy cái năng lượng quang hợp được nhiều vào trong hạt gạo. Thì đó là một số cái lợi ích mà cái cặp cu cọp ở giai đoạn đầu cũng như cái cặp BA ở cái giai đoạn lúa trổ nó giúp bà con nông dân trong cái giai đoạn từ đồng đến trổ này. Mà tôi nghĩ đây là những sản phẩm rất là thiết thực, anh có thể áp dụng theo như thế và anh chia sẻ với nhiều bà con xung quanh nữa. Tôi tin chắc rằng rất là nhiều bà con sẽ vui mừng khi nhận được những cái kết quả trong cái vụ hè thu này bằng những cái sản phẩm mà anh chia sẻ cho họ. Chúc anh và những bà con xung quanh thành công với những điều tôi vừa chia sẻ với anh. Cảm ơn anh ạ. Đúng nghĩa slogan của Adama mình ạ, mang lại sự giản đơn cho nông nghiệp, đúng không ạ? Và chúng tôi hy vọng rằng là chúng tôi tin tưởng rằng là những sản phẩm từ Adama sẽ giúp cho bà con làm nông nghiệp một cách đơn giản hơn, hiệu quả hơn, giá trị kinh tế hơn, và mang lại cái nguồn kinh tế ổn định cho gia đình của mình. Bà con thân mến, chúng tôi vẫn còn một cái khoảng thời gian khoảng là 15 phút nữa, và hy vọng rằng là bà con sẽ tiếp tục đồng hành với chúng tôi. Hãy gọi điện thoại qua số là 02713887116 nha. Còn bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo ạ. Alo, chương trình xin chào ạ. Hello, xin chào chương trình, chào kiến sư, chào MC ạ. Dạ, anh giới thiệu về mình chút xíu anh hả? Mình tên Nguyễn Minh Trường ở An Giang. Lần đầu tiên mình tham gia, mình cũng mới nghe người bạn giới thiệu cái công ty này, mình không dành gì thuốc đó. Dạ. Nhưng mà mình muốn hỏi kiến sư đầu tiên là cũng như cái bệnh đạo ôn với vi khuẩn là cái nguyên nhân thời tiết hay là
hay là mình là dùng kỹ thuật bón phân nó không đúng, nó đầu ôm nó phát triển. Thứ hai là cũng như hiện nay là nắng mưa chan kẽ, hiện nay lúa tôi 45 ngày mà có nhận vé đó là mình dùng cái thuốc sử dụng nhận vé với lại mà đậu ôn vi khuẩn đó, mình phối hợp mình phun một lần để đỡ tốn công đó thì có được không? Câu hỏi thứ hai là mình công ty mình có loại thuốc nào để mình phòng cái bệnh lên lít, cái bệnh vi khuẩn lít vàng á, mình không biết cái loại thuốc này phải có hay không để mình phòng bệnh lít vàng. Thứ hai nữa là cái giai đoạn mà lúa chín đó thì dày nó có phát triển, thì cái giai đoạn này mình cần có xử lý thuốc để cho hạt lúa nó an toàn hay không ạ? Dạ hết ạ. Dạ. À, mình cũng có tới 4 ý. Dạ. Bây giờ thì mình đi giải quyết từng vấn đề một ha ha. À, anh Trường nghe chương trình rõ đúng không ạ? Dạ, dạ nghe ạ. Dạ rồi. Bây giờ thì xin mời kỹ sư khoa, anh sẽ tư vấn cho anh Trường đến từ An Giang ạ. À, cảm ơn Minh Nhật. Xin chào anh Trường, một người bạn mới vừa biết chương trình để mà đến kết nối thì tôi cũng rất vui, hân hạnh được chào anh cũng như các bạn xem đài mới đến với chương trình thông qua đường dây nóng hoặc là các cái kênh truyền thông khác để mà được có điều kiện chúng tôi chia sẻ với anh cũng như nhiều bà con xung quanh anh hiểu hơn về Arama cũng như những cái giải pháp rất là thiết thực. Anh hỏi bây giờ trên lúa của anh á, thì anh hỏi chung một cái câu hỏi chung là bệnh đạo ôn và vi khuẩn thì nó do cái gì nó gây nên. Thì thưa anh, mình đó là cùng bà con mình đó là bệnh á, thì nó xuất hiện một khi nó phải có cái tác nhân gây bệnh, ví dụ bệnh mà do đạo ôn thì do con nấm gây bệnh đạo ôn, và bệnh vi khuẩn á, thì do cái con vi khuẩn nó gây nên. Nhưng mà nó cần phải có một cái điều kiện cần thiết để mà nó xuất hiện. Có nghĩa là bệnh hại luôn luôn, bà con hiểu như thế này, bệnh nó sẽ có mặt ở khắp nơi xung quanh cái cây lúa của chúng ta, ở trên ruộng, ở trong không khí, ở trong đất, ở trong nước ruộng của chúng ta. Do đó nhiều lúc á thì không biết nó ở đâu mà tự nhiên nó xuất hiện mà phun xịt rồi dùng nhiều cách mà xử lý không hết. Nhưng mà nhiều lúc thì bỏ lơ nhưng mà nó không bao giờ nó xảy ra. Thì nó có thêm một cái điều kiện là do điều kiện thời tiết ở bên ngoài ủng hộ nó. Ví dụ như là ẩm độ nó phải đủ nhiều, ẩm độ cao, mưa nhiều, nắng yếu. Rồi cái điều kiện thứ ba nữa là cái cây trồng nó phải mẫn cảm. Ví dụ như cây lúa nó phải nhạy với những cái bệnh đó, những cái giống nhạy cảm. Và cái yếu tố quan trọng trong cái phần cái cây trồng mà mẫn cảm là do con người mình, do cái người canh tác á, nhiều khi á, là tác động làm cho cây lúa nó bị suy yếu. Ví dụ như là bón phân nhiều quá, bón phân thừa đạm, rồi lại xạ thì rất là dày, thì đó là những cái điều kiện mà làm cho cái cây nó dễ mẫn cảm, dễ nhạy cảm với bệnh hơn. Thì khi có bệnh, có cây nhạy cảm và có cái điều kiện thời tiết ủng hộ nữa thì bệnh nó xảy ra thôi. Do đó mình phải hiểu cái yếu tố liên quan như thế này, có ba cái điều kiện như vậy nó kết hợp lại với nhau thì bệnh nó xuất hiện. Và bà con thấy á, rõ ràng trong cái vụ hè thu, cái vụ thu đông, những cái vụ mà trái gió trở trời như này nè, những cái vụ mà mưa gió rất là thất thường, cây trồng nó cũng không có khỏe được, nó không có thích ở trong cái điều kiện này lắm, thì cây trồng vừa yếu mà điều kiện mưa gió nhiều, ẩm độ không khí nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nó dễ phát triển, thì đó là cái điều kiện quá tốt để nó xuất hiện. Do đó những cái vụ hè thu hoặc là thu đông thì cơ bản là chúng ta cần phải phun xịt nhiều hơn, cần phải quản lý biện pháp canh tác nhiều hơn, cần phải có nhiều cái chi phí đầu tư hơn để quản lý bệnh hại. Đó là cái lý do. Rồi khi mình hiểu cái lý do thì trở lại cái câu hỏi của anh là trên ruộng của mình. Anh nói bây giờ lúa 45 ngày rồi nó có bị các cái bệnh hại có thể xảy ra, vậy thì xử lý cái tình huống cái bệnh hại nó như thế nào? Thì anh cũng có nghe qua các cái câu hỏi phía trước tôi có chia sẻ đó, xin lặp lại, trong cái giai đoạn lúa 45 ngày này là cái giai đoạn rất là cần thiết. Trở về sau nè,
để mà phòng ngừa được cái bệnh hại quan trọng mà nó điều tất cả cái bệnh hại đó nhắm đến một cái mục đích là nó làm giảm cái năng suất của chúng ta trong cái mùa vụ. Do đó để mà có được cái năng suất tốt nhất thì không có cách nào khác là phải làm sạch các cái bệnh trên ruộng của mình. Nhưng mà đâu phải nói là dễ là làm sạch được hết đâu. Do đó bà con phải có cái khái niệm trước, chứ không phải đợi tới bệnh mình thấy rồi mình mua cái thuốc tốt nhất mình về mình phun vô một cái là nó hết liền, nó sạch liền đâu. Nó không có kịp thời một cách nhanh chóng. Do đó cái sự kịp thời là bằng cách mình phải có bài. Mình có bài là mình phán đoán nó giai đoạn nào nó quan trọng như thế nào để chúng ta chuẩn bệnh nó trước và chúng ta phòng ngừa nó trước thì nó sẽ an toàn thôi. Thì tôi khuyên cáo anh cũng như bà con trong giai đoạn lúa 45 ngày trở đi là bắt đầu dễ nhiễm bệnh rồi. Thì nếu mà anh lần đầu đến với chương trình thì khuyến cáo anh hãy đến cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật gần nhất cái nơi anh ở để anh tìm hiểu sản phẩm của tập đoàn Adama, anh tìm hiểu cái thuốc, cái gọi là cái cặp giải pháp cu cọp. Anh cứ hỏi người bán thuốc ở cửa hàng gần nhất của anh á, thì anh hỏi cặp cu cọp thì người ta sẽ giới thiệu cho anh biết. Trong cái cặp cu cọp thì nó có hai cái sản phẩm là gồm sản phẩm Custodia và cái sản phẩm Super Master Cup, một cái sản phẩm thuốc trừ nấm và một cái sản phẩm thuốc trừ vi khuẩn. Hai sản phẩm này phối hợp lại với nhau để phục vụ cho mình giải quyết được cái việc là tẩy sạch các cái loại nấm bệnh hại gây bệnh trong cái giai đoạn từ khi lúa bắt đầu có đồng đồng, có tim đèn và chuẩn bị có đồng đồng no đến cái giai đoạn chuẩn bị trổ. Thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn quan trọng, anh có thể xử lý cặp cu cọp hai lần vào cái giai đoạn lúa 45 ngày như thế này và lặp lại sau 2 tuần lễ để mình lặp lại một lần nữa thì nó sẽ tẩy sạch các cái bệnh hại quan trọng ha. Vậy thì lúc này nó lại có thêm cái đối tượng là con rầy phấn trắng như anh nói anh lo ngại đó, thì anh có kết hợp được cái sản phẩm nào hay không? Thì tập đoàn Adama khuyến cáo anh sử dụng cái sản phẩm Galin, một cái sản phẩm rất là cần thiết trong giai đoạn hiện nay để khống chế cái con rầy phấn trắng, là cái con mà hiện nay nó gây hại, gây sự bối rối, gây sự khó khăn cho nhiều bà con, không phải riêng ở một tỉnh nào cả. Bây giờ nó lan hết rồi, tỉnh nào nó cũng gây hại rất là dữ mà bà con khó biết nó lắm. Đến khi biết nó được rồi, lúa nó vàng hoe, vàng quét hết rồi, thì lúc này bón phân cũng không kịp, phun thuốc cũng không kịp. Do đó tốt nhất nếu mà anh nghi ngờ có, anh phát hiện, cố gắng phát hiện sớm bằng cách mình đi mình khua tay trên cái tán lá lúa nhẹ nhẹ mà mình thấy nó có bay bay, thì cho dù ít thôi, do mình cái sự ghi nhận của mình nhiều khi nó không có chính xác, hết đếm hết được bao nhiêu con, nó di chuyển rất là dữ, thì chúng ta có thể cộng cái sản phẩm Galin vào trong cái cặp cu cọp để chúng ta phun một lần, để chúng ta quản lý được cái vừa sâu vừa những cái côn trùng gây hại quan trọng và cái những cái bệnh hại quan trọng trong cái giai đoạn này. Sạch cái bệnh hại, sạch côn trùng gây hại giai đoạn này thì giai đoạn về sau lúa trổ ra anh khỏe lắm, anh rất là khỏe để mà anh chăm sóc lúa cũng như là anh phun xịt các cái giai đoạn sau nó dễ dàng hơn. Rồi anh nói tới giai đoạn này thì bây giờ cái bệnh lép vàng thường nó xảy ra thường xuyên, vậy thì bây giờ giải quyết như thế nào? Thì tôi tin anh, tôi xin khuyến cáo anh nên tin như thế này. Cái bệnh lép vàng thông thường nó do cái bệnh vi khuẩn nó tấn công lên trên cái lúc mà cái hạt lúa nó vừa trổ ra đó, cái vỏ trấu vừa trổ ra, nó vẻ dễ hứng những cái giọt vi khuẩn nó rớt vào đó, nó bị lép rất là nhiều. Vậy thì bây giờ làm sao để cho vi khuẩn nó đừng có tấn công lên giai đoạn này? Thì bằng cách là chúng ta phun cái sản phẩm tôi vừa giới thiệu với anh, cái cặp giải pháp là cu cọp đó, anh phun vào giai đoạn 45 ngày nè, anh phun vào giai đoạn 60 ngày, anh phun hai giai đoạn này rồi nó sạch khuẩn rồi, nó đâu có vi khuẩn sẵn ở trên ruộng đâu. Thì đến khi lúa 65 ngày lúa trổ ra thì những cái giọt xương, những giọt nước, những cái vi khuẩn nó không có trong những cái giọt đó, nó không có rớt vào trong cái họng lúa được, thì nó sẽ không có bị bệnh lép vàng, thì nó sẽ hạn chế cái việc lem lép hạt đi rất là nhiều ha. Vậy thì chúng ta xử lý tiếp cái cặp lem lép hạt bằng cái lép vàng này là tương đối đơn giản đúng không bà con? Thì bằng cái việc là xử lý cặp cu cọp giai đoạn làm đồng thôi, xử lý hai lần trong cái giai đoạn làm đồng, đầu giai đoạn làm đồng và cuối giai đoạn làm đồng, thì tới giai đoạn lúa trổ ra chúng ta khỏe rồi. Vậy thì anh hỏi bây giờ nếu nó có rầy nâu, đến khi lúa chín á có rầy nâu, vậy thì phun nó có an toàn cho hạt lúa hạt gạo hay không? Vậy thì muốn an toàn cho hạt lúa hạt gạo thì chúng ta đừng để cho rầy nâu đến cái giai đoạn đó chúng ta phun. Vậy thì bà con lưu ý, rầy nâu không tự khắc đến giai đoạn lúa
lúa chín mà nó bay đến, nó xâm nhập vô ruộng mình đâu. Nó tích lũy từ lúc 45 50 ngày nè, thì anh quan sát dưới gốc lúa đi, anh thấy có rầy cám thì anh cộng Bcna chai nắp màu tím vào, anh phun luôn trong giai đoạn này thì sạch rầy rồi, thì sạch rầy lúc này rồi thì cả một vụ nó sạch luôn. Đến giai đoạn có dù rổ hay là chín nó cũng không có rầy đâu, thì anh không cần phải bối rối là có nên phun không nên phun lúc đó nữa, không cần thiết nữa. Dạ. Tại mình phun mình giải quyết giai đoạn này nó đã xong hết rồi. Dạ, rồi. Thì đó là một vài cái yếu tố chia sẻ cùng anh cùng bà con ạ. Dạ, cảm ơn kỹ sư Khoa. Anh tư vấn chi tiết quá. Đây là thời gian của chúng ta thì không còn nhiều. Bây giờ sẽ tranh thủ để kết nối thêm một vị thính giả nữa, nhưng mà kỹ sư Khoa vui lòng mà trả lời mình sẽ rất là nhanh ha anh hả? Dạ alo, chương trình xin chào ạ. Alo. Dạ chào anh, hãy đặt câu hỏi cho kỹ sư Khoa anh hả? Tôi doanh nghiệp phải dùng việc Kiên Giang. Cho tôi hỏi cho bây giờ lúa tôi 65 ngày rồi đó, thì chuẩn bị chỗ đó. Thì tôi còn lo ngại về vấn đề thời tiết như hiện nay thì mưa bão nhiều đó, thì tôi lo ngại cái vấn đề là đậu ôn cổ bông và cổ vé và lên đất phạt đó. Thì cho tôi xin hỏi bây giờ tôi muốn sử dụng cái cặp cụ cọt đó để quản lý trước chỗ và sau chỗ đó, thì cho nó để cho nó có hiệu quả. Và cái cặp cụ cọt này thì theo tôi sử dụng nó thì nó có lưu dẫn được 2 triệu đó. Cái thứ nhất là khi sử dụng qua bộ lá nó xuống rễ và nó lên thân lá lại thì nó làm cho lá đọc nó thẳng đứng là nó tốt, nó hạn chế bệnh nó, thì có được hay không ạ? Dạ rồi, xin mời kỹ sư Quang. Dạ, anh hãy trả lời ngắn gọn thôi ạ. Dạ chào. Dạ chào anh Nghiệp. Với lúa của anh 65 ngày chuẩn bị trổ thì tôi khuyến cáo anh sử dụng cái cặp BA là tốt hơn anh. Anh sử dụng cái cặp BA vào lúc lúa trổ lác đác 65 ngày, sau một tuần lễ, có nghĩa là lúc lúa khoảng 75 ngày đó, khoảng 7 đến 10 ngày sau đó, nghĩa là khoảng 75 ngày anh lặp lại giùm em một cái lần như vậy nữa bằng cái cặp BA. Thì cặp BA là anh sử dụng cái cặp BA này cho 5 công 5.000 mét vuông, thì anh xử lý 2 lần vào giai đoạn 65 ngày và 75 ngày, thì tôi tin chắc rằng nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều, thì khuyến cáo anh như vậy ạ. Dạ. Cảm ơn kỹ sư Khoa. Ngày hôm nay thì thực sự là những người thực hiện chương trình chúng tôi rất là vui, bởi vì chúng tôi nhận được những cái lời giới thiệu từ những bà con đã từng lắng nghe chương trình, và giới thiệu những cái vị thính giả, những nhà nông khác đến với gia đình Alo Bác sĩ Cây Trồng. Và chúng tôi hy vọng rằng là trong những chương trình khác thì chúng tôi sẽ nhận được những cái câu hỏi tương tự như vậy, và hy vọng rằng là tiếng lành sẽ đồn xa, chúng ta sẽ có nhiều hơn sự đồng hành của bà con. Cảm ơn kỹ sư Khoa một lần nữa vì tất cả những gì tâm huyết mà anh đã chia sẻ với bà con. Và trước khi đến với một phần rất là được trông đợi trong mỗi mùa chương trình Alo Bác sĩ Cây Trồng, thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin từ đơn vị đồng hành với chương trình, tập đoàn Adama. Xịt toàn là thuốc bắt tiên không à, mà không hết. Có anh Ba Mập Xanh tôi, bà con sẽ hết lo. Anh Ba Mập Xanh Amagor 356 EC, thuốc trừ bệnh cao cấp, lem hạt trên lúa. Amagor 356 EC, giá khác biệt, hết lo. Adama mang lại sự giản đơn cho nông nghiệp. Bà con thân mến, và bây giờ sẽ là ba vị thính giả đã gọi về cho chương trình qua số điện thoại 02713887116 và được ban biên tập của chúng tôi lựa chọn, đó là những câu hỏi có nội dung hay nhất và nhanh nhất. Xin được chúc mừng anh Lợi ở Kiên Giang có số điện thoại cuối là 396224. Xin được chúc mừng anh Bình ở Long An có số điện thoại cuối là 798812. Và cuối cùng xin được chúc mừng anh Toàn ở Cần Thơ có số điện thoại cuối là 783845. Tập đoàn Adama sẽ gửi những phần quà lưu niệm đến cho các anh, và hy vọng rằng các anh cũng sẽ giới thiệu rất là nhiều những bà con nữa đến với ngôi nhà chung của Adama chúng tôi, cụ thể là chương trình Alo Bác sĩ Cây Trồng. Một lần nữa cảm ơn kỹ sư Khoa đã luôn đồng hành với chúng tôi. Cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã đến với chương trình, và chúng tôi hy vọng rằng rất nhiều những thông tin bổ ích bà con đã góp nhặt được và áp dụng thực tế vào vườn của nhà mình, vào ruộng của nhà mình để mang lại hiệu quả tốt nhất nha. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong chương trình sau. Còn bây giờ xin chào tạm biệt.